Tiếp theo tập trước, Tu Thần Lương cầm trường thương lao vào chém Tần Nam và hét lớn, "Chịu chết đi." Thế nhưng khi mũi thương của Tu Thần Lương lao đến Tần Nam thì đã bị kết giới cản lại. Tu Thần Lương kinh ngạc run rẩy chân tay hỏi, "Có chuyện gì?" Tần Nam lúc này chỉ nhẹ nhàng liếc mắt nhìn thằng kia, sau đó hắn nói, "Đại chiến mới vừa bắt đầu thôi, lập tức từ trên kết giới đã có những tia hồng quang kích phát." Tu Thần Lương thấy thế lập tức lùi lại đằng sau mấy bước, Lâm Thanh Phá lúc này cũng chen mồm vào, "Ngươi vậy mà tu luyện hai phương pháp vấn đạo ư? Trong đó vậy mà còn có cực sinh đại đạo chân kinh?" tần nam ngươi rốt cuộc là ai tần nam lúc này lạnh giọng hỏi câu hỏi của các ngươi quá nhiều rồi sau đó đằng sau tần nam đã xuất hiện hai con hồng long và thanh long hắn vung đoạn thiên đao chém ra một chiêu tứ phương thiên hoang cực sinh đạo thuật lúc này lâm thanh phá cũng dùng một cái hình nhân nhảy ra chống đỡ thế nhưng đao ý của tần nam đã xuyên qua hình nhân của lâm thanh phá tên kia vội lấy hai tay chống đỡ tuy nhiên lâm thanh phá đã bị hút vào bên trong khung đồ vô chủ lúc này mấy thằng đứng gần tần nam đều bị in ấn ký hình bàn tay lên trên ngực tần nam lại phất tay một cái hắn điều động khung đồ vô chủ lúc này đám người còn lại cũng bị hút vào khung đồ vô chủ la diêm bất ngờ xuất hiện phía sau tần nam rồi vung tay lên đánh tần nam thấy đằng sau mình có sắc khí lập tức quay đầu nhìn lại hắn vung trưởng cứ thế đánh thẳng vào ngực la diêm la diêm dính đòn kêu a à một tiếng đầy đau đớn tu thần lương bên này tức giận gào lên tần nam ngươi chẳng qua tu luyện được hai phương pháp vấn đạo vậy mà dám hống hách như thế à không bằng nói cho ngươi biết ta đã tu luyện được vạn huyễn đại điển giết người thật sự lúc này mấy thằng đi cùng tu thần lương toát mồ hôi nghĩ cái định mệnh tên này lại đang kéo thù hận tần nam chán ghét nói với tu thần lương vốn dĩ giải quyết các ngươi chỉ cần ba quyền là đủ nhưng cái mùng của ngươi thật sự khiến người ta chán ghét thế là hắn liên tiếp vung quyền về phía đám tu thần lương bọn này trông thấy liền kêu lên toang rồi sau đó cả đám đã bị hút hết vào bên trong khung đồ vô chủ để luyện hóa tần nam thầm nghĩ đám người lâm thanh phá tu thần lương la diêm đều bị mình hút vào trong khung đồ vô chủ tính ra thì bên trong khung đồ vô chủ đã có 38 thiên tài cái thế sau đó tần nam đi đến chỗ bổ thiên đỉnh và nói Bổ Thiên Đình, ta biết ngươi có linh tính, ngươi cũng đã nhìn thấy thực lực của ta rồi, không ai địch lại được. Bây giờ ta cũng lấy được 130 lá bùa tông chủ, ngươi trực tiếp cho ta luyện hóa đi. Yêu thú lúc này đã hiện thân và nói với Bổ Thiên Đình, nếu là tên này thì cũng được. Tần Nam ném bùa tông chủ vào bên trong rồi nói, yên tâm ta tuyệt đối sẽ không làm nhục uy danh năm đó của ngươi. Thế là cả 130 lá bùa tông chủ đều được Bổ Thiên Đình hút vào. Đột nhiên, có tiếng người hét lên, Tần Nam, chịu chết đi. Tần Nam ngạc nhiên hỏi, bá nhân tiên ư, phía sau tên bán nhân tiên này đã có thêm một đám nam nữ kéo tới tần nam cất giọng châm chọc tưởng gọi cứu binh tới thì có thể cứu vãn tình hình à bán nhân tiên ngạc nhiên hỏi hửm đám người lâm thanh phá đâu rồi lúc này một em gái ngọt nước nói với bán nhân tiên nhân tiên tình hình không đúng lắm chúng ta mau chóng rời đi tần nam lúc này đã xách đoạn thiên đao nhào tới nói muốn đi à bây giờ đã muộn rồi vừa hay trong khung đồ vô chủ của ta còn thiếu người của thiên hư tổ giáo và luân hồi tông lúc này em gái ngọt nước kia đánh ra một chiêu luân hồi mộ một luồng ánh sáng xanh bùng phát tần nam cũng chẳng kiêng nể em gái này có ngọt nước hay không hắn chém luôn một chiêu thiên hoang nhất đao đao ý phá tan chiêu thức của em gái này em gái kinh ngạc la lên tu vi của ngươi trong lòng đã sợ tụt quần thẩm nghĩ người này rõ ràng còn chưa thăng tiên vậy mà sở hữu tu vi đáng sợ như thế tần nam tiếp tục sử dụng chiêu thức băng diệt lĩnh vực khung vũ trì quốc thế là cả đám đã bị nhốt vào bên trong băng diệt lĩnh vực tần nam một lần nữa kéo khung đồ vô chủ ra cầm trên tay sau đó kích phát nó cả đám bị giam giữ đã bị hút vào trong khung đồ vô chủ tần nam thấy giàu quyết hết mấy kẻ ngáng đường hắn liền có ý nghĩ khác tiếp theo thì tiếp tục luyện hóa bổ thiên đỉnh lúc này mọi người bên dưới nói với nhau mau nhìn tiên đồ thập nhị thú không thấy đâu nữa tần nam đang luyện hóa bổ thiên đỉnh cái gì tần nam ư vậy đám người lâm thanh phá tu thần lương đâu rồi lúc này tiếng thông báo từ bổ thiên đỉnh phát ra đại chiến bách tông kết thúc tại đây lạc hà tông là đệ nhất tông của dương giới sau đó có vô số tia hoàng quang xuất hiện xung quanh tần nam vạn tiêu lúc này ngạc nhiên hỏi Tần Nam, đây là sắp bắt đầu thăng tiên rồi sao? Tần Nam luyện hóa xong bổ thiên đỉnh thì ngạc nhiên nói, không ngờ lại lịch của bổ thiên đỉnh lại kinh người như thế. đệ nhất pháp bảo của chí tôn cửu thiên đạo khí cấp bậc đỉnh phong ư, con cự thú bị phong ấn đó cũng có lai lịch rất lớn, tên của nó là thảo tiên thú, là tồn tại bán bộ chí tôn. Sau này sẽ tiếp tục nghiên cứu sự ảo diệu của bổ thiên đỉnh. Việc cấp bách hiện nay là từ thần thăng tiên, tới lúc luyện hóa tất cả cơ duyên truyền thừa đã thu thập trước kia rồi. Sau đó, Tần Nam lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật, tiếp đó hắn lớn tiếng nói, luyện hóa tất cả. Tiếp theo, một cái kết giới hình thành bao quanh Tần Nam, hắn nheo mắt nhìn xuống rồi tự hỏi chính mình, tiên đồ lôi kiếp sao? Cảm ơn các bạn đã xem và ủng hộ cho kênh Ngọc Hưng Review truyện tranh thuyết minh của em nha. Và nếu các bạn thấy hay thì hãy like và để lại bình luận để em có thêm động lực ra nhanh tập tiếp theo nhé. Và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh, bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất được phát sóng trên kênh. Chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bye bye!